Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Hiểu Sơ của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục review với các bạn một cái ESO khá là hot trong thời điểm hiện tại. Thì được đánh giá rất là cao trên một số trang là ESO Ben, ESO Honda. Thì đầu tiên thì cái ESO này nó có website là ismmvl.se ha. Thì còn giai đoạn resale của nó thì sẽ kết thúc vào 27 ngày nữa. Thì các bạn có thể tham khảo một số thông tin ở trên trang trang Bitcoin Thắc. Thì hiện tại thì trang Bitcoin Thắc của nó, cái ANN cũng có rất là nhiều quan tâm, là 8 sao quan trọng cho cái ISO này và cái cộng đồng Telegram. Thì ở đây cái cộng đồng Telegram nó cũng bây giờ hiện tại là 12 cam em rồi hết các bạn. Thì các bạn có thể tham gia cộng đồng Telegram này để tìm hiểu những thông tin về cái ISO này và tìm tìm hiểu thêm cái việc buôn bán token và giá của nó. Thì các bạn có thể tham gia cái event đó này nè, các bạn có thể tham gia trên event hoặc là party để kiếm thêm token ha. Thì trở 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 lại với cái website này, thì đầu tiên cái mục đích của ESO này ra đời là cái gì? Thì các bạn nghe hay là Future of Matter Embrace ESO, tức là nó là cái tương lai của nền giải trí các bạn. Nó phát triển đồng coin này để phát triển công nghệ giải trí rồi trao đổi thông tin giữa mọi mọi người ha. Và giá hiện tại là một ISO có ký hiệu là MVB là hiện tại là 0.2 đô, và tổng supply là 300 tỷ ha, và hai cáp của nó là 20 tỷ đô. Về phần token được Tribute thì sẽ có 52%, nó sẽ reverse sell, resell và ISO event. Thì mới đây đây là fund the tribute của nó ha. Đây là all partner, một số trang nổi tiếng như là Collect nè, Imperial Collect London nè, Kenton University London nè, và đặc biệt các bạn trên Community Chat nè. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cái site này trên cho tỷ trên Community Chat nè. Hiện tại thì nó chưa được đăng ký trên Community Chat nha các bạn. Thì ngoài ra các bạn có thể tham gia cái Facebook, Twitter và Instagram của họ để cập nhật nhiều thông tin. Và tiếp theo
Thì mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu đến cái About Token này nó làm việc như thế nào. Để tiện theo dõi thì các bạn có thể dịch ra tiếng Việt để theo dõi cái ISO này cùng với mình cho dễ hơn ha. Là cung cấp một cuộc cách mạng cho cái thiên muộn tách ra ha, cho thuê người sáng tạo nội dung một cách nhanh chóng và dễ dàng thuận tiện. Đây bạn thấy này, là nhà quảng cáo sẽ mua cái đồng coin này để thanh toán cho cái quảng cáo của họ, là một phần lợi nhuận được phân phối cho nhà sản xuất nội dung và người xem chung nè. Người dùng sẽ nhận được cái đồng coin này dưới mạng lưới thức thanh toán để là xem video. Nó giống như cái việc kiếm tiền trên YouTube thì các bạn có thể sản xuất cái nội dung video hoặc là blog đăng trên nền tảng đó để mình có thể lấy được tiền. Việc trả tiền thì nó sẽ thanh toán coin này hoặc là Ethereum ha. Thì tại sao là cái đồng coin này là thực tế là làn sóng tiếp theo của công nghệ tiêu dùng thế giới, có những nhảy vọt trong tương lai, tức là chính vì mà cái đồng coin này nó muốn thay đổi nha. Và cái giá trị của nó nè, 2016 thì 1 là 0,38 ha, 2017 là 1,08, 2018 là nó có lên là khoảng 3. Đây. Cái này là dự toán doanh thu và số người mà chấp nhận sử dụng cái mạng lưới này ha. Đây là một coin nền tảng có ý tưởng rất là tuyệt vời để mọi người có thể suy nghĩ và đầu tư cho nó ha. Được đánh giá rất là cao, được ISO người được đang được đánh giá rất là cao cho một số chain đánh giá như là ISOVAN nè. Để mình sẽ cho các bạn xem cái việc đánh giá của ISOVAN nè. Tổng supply là có 300 triệu token nè các bạn. Và token rate là 0.2 đô, là maximum bonus tức là 20%. Và bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 ha, thì nó sẽ bán. Và theo ra hiện tại là có 5.900 mèo ha. Thì nó đã update rồi là tới 12.000 mèo. Thì một cái mình sẽ tìm hiểu tới tem. Tem là một số nhà sáng lập và CEO nổi tiếng như là Farah Hasher này, Damon Raham này. Đấy, là hết. 10 năm trong có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và đây tôi cứ lên ha. Hôm nay là đã có 14 năm trong lĩnh vực invest và đây tôi. Và một số người sáng lập cố vấn cho cái đồng coin này thì các bạn có thể xem thông tin họ trên LinkedIn, Instagram, là những người mà thì có thông tin rõ ràng ha, đặc biệt là thông tin rất là rõ ràng và có phát triển rõ ràng trong 880 này, thì xem bất kể cái người nào trong tem này. Ở trên đây là một số thông tin của mình về cái ISO này. Thì các bạn, chúc các bạn có hướng đầu tư và đem lại nhiều người cho mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ subscribe, like và chia sẻ kênh giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn.
Dum 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 dum.